Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trời ơi, con biết rồi đó, là bà nội rất là khó tánh trong cái việc ăn uống. Vậy mà nó luộc cái trứng hột vịt nè, nó co lên sao mà trắng bét cái trứng à. Vậy sao bà nội ăn được? Bà nghĩ nó bao nhiêu tuổi, nó còn nhỏ xíu, vậy làm sao nó biết kho nồi thịt kho? Cũng tại bà nội đó. Hả? Bà nội nói là nhiệm vụ của hai cô đó, hôm nay là hai cô mới nấu nồi thịt kho hột vịt cho nội ăn. Mà bà nội đợi hoài hai cô không có về, nên con tự nấu, con sợ bà nội la hai cô chứ bộ. Chứ gì nữa? Giờ tôi hỏi bà nè, giờ này mà tôi với bà vẫn chưa nấu nồi thịt kho cho xong thì thử hỏi bà nội sẽ như thế nào. Nội mày tức giận chứ làm gì. Mà con xin lỗi, con nói cái tâm trạng của bà nội thôi. Má nhớ không, lần trước má nấu cơm trễ thôi, nội giận bỏ ăn 4-5 ngày luôn. Con với ba phải chở nội đi ăn cơm tiệm. Mấy đứa à, bà nội đói rồi. Cái nồi hột vịt kho rồi chưa vậy bay? Trời đất ơi, tôi qua đây tôi ở mấy ngày tôi để ý nha. Mẹ chồng của bà đó luôn luôn lúc nào cũng vậy, chỉ có nghe tiếng thôi không thấy hình. Để tôi vô tôi kho lại cái nồi thịt kho này. Má cố lên nha má. Để tôi đi nấu cho. Cố lên má. Không biết má còn có sửa được nồi thịt này không? Yên tâm, để đó cô lo. Chỉ có người nội trợ này mới hiểu được tâm trạng của người nội trợ kia trong những lúc cấp bách. Chỉ công nhận một từ. Ôi trời ơi. Hai mẹ số 1. Hai má số 1. Hai mẹ là số 1. Hai má là số 1. Ai cho gọi tôi bằng mẹ vậy? Ai cho gọi tôi bằng má? Nghe không lọt tai hả? Nó nghe thấy hay mà. Nghe lọt tai nhưng mà không đúng thời điểm. Dạ đúng rồi lắm bác. Con gái của cháu á, nó mới yêu lần đầu à, nó còn nông cạn lắm. Sau này à, nếu như không thành thì nó như thế nào đây bác? Tội nghiệp nó chứ, mất danh dự nó. Vậy là khoảng hai đứa. Dạ đúng rồi đó, đúng. Đó, khoảng cái tội là gọi má gọi mẹ mà chưa được phép. Dạ đúng rồi đó mẹ. Đúng luôn. Bằng hình thức cấm túc ở chung một phòng trong một ngày. Trời đất ơi, sao kỳ vậy mẹ? Ừ, sao kỳ vậy? Khoan, tôi là mẹ chồng, tôi quyết định như vậy. Sao? Có ai chống đối? Dạ, chúng con chấp nhận hình phạt. Con chào mẹ, con chào cô dân. Nè, sẵn có hai người ở đây á, con sẽ hát một bài mới của con. Và hai người có nhiệm vụ là phải đánh giá bài hát này của con. Con còn nhỏ đúng không? Con lo đi học đi. Đừng có thi thố gì trơn đúng không chị? Đúng. Để mình học mình có tương lai, để mình giúp ích cho xã hội đúng không chị? Đúng, xuất sắc. Con nghe cô dân nói chưa? Bây giờ con học cho giỏi đi. Lớn lên mà con lên đại học rồi một cái nghe, con muốn cái gì mẹ cũng chiều hết. Nhưng mà hôm nay con thấy hai người hợp nhau á ha. Tại cô dân nói đúng. Tại mẹ con nói đúng. À, vậy là hai người hòa thuận với nhau rồi. Đúng rồi. Vậy con sẽ nghe lời mẹ và cô. Con sẽ không bao giờ hát nữa. Ừ. Con ra ngoài con hát cho chị liền nghe nha. Tội nghiệp lì ghê bà. Ừ, hèn chi dạo này âm nhạc của lì nó lên ghê. Ừ, cái gì vậy? Bà bị cái gì vậy? Hả? Bị gì vậy? Bột máu hả? Không phải, chóng gión làm như đói bụng quá. À, thôi được rồi, qua tôi nấu cơm cho bà ăn. Chứ thôi để vậy đau bao tử á. Thôi không có đi được. Sao vậy? Canh hai đứa nhỏ đó, lỡ nó vượt qua vòng rào lễ giáo. Khỏi canh, cứ ăn thoải mái đi. Có tôi canh rồi. Lại nữa, có tiếng mà không có hình. Trời ơi, nó có ngó
tết không ăn của bà ngon ghê luôn á. Trời ơi, giờ mới biết hả? Tôi đem qua cho ông Hoàng nó ăn hoài à. Trời ơi, nó khen quá chừng á. Nó còn nói ước gì tôi làm mẹ ruột cho nó, mỗi ngày nấu cho nó ăn nữa. Trời ơi, lén lúc đó rồi ăn cho con tôi nữa. Không biết còn lén lúc chuyện gì không nữa đây. Dạ có chứ. Tất nhiên là có rồi. Hai cô không biết đó thôi. Hai cô mà không có nhà ha, tụi con tụ tập ăn uống hát hò quá trời. Trời ơi, có chuyện đó nữa hả? Trời, chuyện động trời vậy luôn hả? Có gì đâu. Oan gia là chuyện của người lớn, còn sắp nhỏ tụi con là thương gia. Thương gia. Dân kêu chị á, dân kêu chị hả? Trời ơi, không phải. Dân. Chuyện gì đây? Ủa, mẹ. Trời ơi. Kính thưa quý vị khán giả, thương gia ở đây không phải là giàu có, mà thương gia ở đây là gia đình yêu thương nhau. Sắp tới đó, không phải là thương gia sao kỳ vậy bác? Mà là thông gia. Yeah. Mà theo ở dưới quê của tôi đó, gọi là su gia. Yeah. Ô bà nói xong cái mặt hai cô đơ quá vậy? Không phải đó, bà nói cho nghe. Thì mới thì bắt đầu nó cũng nó sượng sượng, nó cũng chưa quen. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới phải từ từ, rồi nó cũng có phải cái thời gian người ta gọi là cho nó hòa nhập lại với mình nó được, phải không đâu? Đúng rồi đó nội. Vậy thì hai gia đình mình kết hợp đi Bích Đức để có thời gian hòa nhập. Đúng rồi nội. Con sẽ đăng ký mang theo lều với bạn. Yeah. Qua thời gian ở mặt trời, con sẽ chuẩn bị một mini live show cho nguyên cái kiến nghe Bích Đức này luôn. Thôi. Gọi điện thoại cho Võ phải không? Dạ. Không, ba cái vụ này nó biết hết trơn à. Chính nó tổ chức cái vụ này mà. Hả? Biết hết trơn luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy là mọi người có âm mưu gì phải không? Sao mà nói âm mưu nghe nó nặng nề quá. Đây nó là tôi được cái sách. Bây giờ tôi hỏi nè, trong cái đêm mà tổ chức đi bích bích nè nè, mọi người có đi không? Dạ đi. Tụi con nhất trí đi rồi nội. Hả? Thì nào mình đi bác? Ở thì mình đi liền bây giờ được ngay. Má sao vậy? Mọi người đang hào hứng đi bích đích kìa. Trời ơi, cô kỳ ghê luôn á. Cô qua nhà con nó bỏ qua hiềm khích rồi. Cô lì á, sợ luôn. Ê. Không phải. Không phải, con không phải, xin lỗi cô. Ý con nói là cô lì lợm giống như cái tên của con nè. Mình phải bỏ qua mấy cái chuyện hiềm khích đi cô, đúng không? Đúng rồi. Vậy tôi quyết định về đàn nha. Sau cái chuyến đi bích đích nè nè, dạ, thì hiềm khích giữa hai gia đình Lê Thị và Bùi Thị phải được chấm dứt. Ai đồng ý? Yeah! Ê, trời ơi, bà có đang biết kia đi theo không? Có. Má có đang biết kia đi theo má? Ôi, là mặt em tóc đẹp rồi. Vui quá. Ê, nó nghe, nó nghe nè. Kỳ này hai gia đình mình đi chơi là chơi cho tới bơi. Ủa? Còn một chiếc nữa, ông Văn và ông đặt mỗi nhà một chiếc. Không, không, không. Trật tự đi. Trật tự, nghe tôi nói nè. Nguyên một nồi người này lên xe rồi công an bắt tôi sao? Không sao, tao quen công an. Thôi, trật tự nè. Bây giờ đi phải không? Rồi, tôi sẽ chở. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.